Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm việc tại Thái Nguyên. Chuẩn bị tốt các điều kiện để người dân đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện một số sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã trao đổi về đề xuất của đơn vị trong việc tài trợ một phần kinh phí khoảng 30 tỷ đồng cho tỉnh thực hiện lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn với 20 năm kinh nghiệm trong đầu tư phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước, có quan hệ đối tác với các đơn vị tư vấn lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, cấp quốc gia hàng đầu thế giới. Công ty mong muốn sự hợp tác giữa đơn vị và tỉnh Thái Nguyên sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thái Nguyên trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đề xuất tài trợ lập quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của doanh nghiệp là sự hỗ trợ hết sức quý báu, giúp cho việc lập quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên đảm bảo tính khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu về tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn. Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Thái Nguyên sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đẩy nhanh tiến độ việc lập quy hoạch đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Đối với đề xuất thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Ngay sau khi những thỏa thuận được cụ thể hóa, tỉnh Thái Nguyên sẽ nhanh chóng triển khai các bước thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả, tạo đòn bẩy cho định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới. Nâng cao giá trị kinh tế từ rừng là nội dung được thống nhất tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn làm trưởng đoàn với Ủy ban nhân dân tỉnh và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Sự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh trồng mới trên 30.900 hecta rừng, trồng 4 triệu cây phân tán. Công tác quy hoạch 3 loại rừng đã cơ bản thực hiện rà soát xong. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững được triển khai thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, công tác quản lý giống cây lâm nghiệp được thực hiện đúng quy định. Các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng các cấp. Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 để địa phương có cơ sở thực hiện, đồng thời kiến nghị Bộ chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp sớm thống nhất số liệu quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh để tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, nâng cấp phần mềm theo dõi diễn biến rừng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá cao kết quả ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã đạt được trong năm vừa qua. Nhấn mạnh, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo nguồn cung, không để thực phẩm tăng giá đột biến trong dịp Tết. Cùng với đó, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, quan tâm chỉ đạo sản xuất vụ xuân. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh cần quan tâm phát triển trồng rừng gỗ lớn để hướng tới xuất khẩu, tập trung rà soát phát triển rừng gắn với đề án trồng 1 tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021-2025. Đối với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, cần tiếp tục nghiên cứu, sản xuất ra các loại giống cây lâm nghiệp chủ lực, cung cấp cho tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên, để địa phương có cơ sở đẩy mạnh phát triển ngành lâm nghiệp. Về phía Bộ, sẽ tiếp tục quan tâm, sớm phối hợp với tỉnh để hoàn thành việc xác định, phân loại các loại rừng, đồng thời tham mưu Chính phủ các cơ chế chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho tỉnh Thái Nguyên nâng cao giá trị kinh tế từ rừng trong thời gian tới. Ngày 11 tháng 1, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã chủ trì cuộc họp nhằm thống nhất nhiệm vụ của thành viên ban chỉ đạo và các ngành của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các ngành đã trình bày dự thảo kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, kế hoạch gặp mặt doanh nghiệp dịp xuân Tân Sửu.
kế hoạch thăm người có công với cách mạng, tổ chức lễ viếng đặt vòng hoa tại nhà tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ, kế hoạch lãnh đạo tỉnh thăm động viên các đơn vị trực Tết. Trên cơ sở đó, các thành viên ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo 4 nội dung nêu trên, đồng thời báo cáo những nội dung cơ quan đơn vị đã, đang và sẽ triển khai, nhằm đảm bảo việc vui Tết đón xuân của nhân dân an toàn, vui tươi, đầm ấm, đủ đầy. Tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quản lý thị trường, động viên doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các địa phương tổ chức bắn pháo hoa và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 yêu cầu các cơ quan đơn vị cần chú ý đến phân công cán bộ trực Tết và bố trí lực lượng bảo vệ cơ quan, chủ động việc trang trí, vệ sinh cơ quan nhằm tạo không khí tưng bừng, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sở Công Thương tham mưu tiếp tục vận động doanh nghiệp chung tay ủng hộ tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 11 tháng 1, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đã chủ trì buổi ký kết quy chế phối hợp công tác nội chính và phòng chống tham nhũng giữa Ban Nội chính tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Quy chế phối hợp quy định nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và phương pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và thực hiện nhiệm vụ do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan. Quy chế phối hợp cần đảm bảo thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế nói chung, hoạt động thu ngân sách nhà nước nói riêng. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền cơ sở, sự nỗ lực của ngành thuế địa phương và đồng hành của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, năm 2020, huyện Phú Bình đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao. Là địa phương được giao số thu ngân sách cao của huyện Phú Bình năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song kết quả thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Hương Sơn đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giao, với kết quả thu cân đối ngân sách đạt gần 9,5 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, đội thuế liên xã phường số 2, chi cục thuế Phổ Yên, Phú Bình đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn thu. Cũng rất khó thu đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh về những hàng thịt phẩm, thực phẩm tươi sống. Nhưng tuy nhiên, sau khi được họp cùng các đồng chí lãnh đạo chi cục thuế và cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo chi cục thuế hỗ trợ cho các đồng chí cán bộ thuế tăng cường về cơ sở, thì địa phương cũng đã là hoàn thành và đảm bảo được cái thu ngân sách trên địa bàn. Chủ động tuyên truyền cho tất cả các hộ và cá nhân kinh doanh, thì qua đó là chúng tôi cũng đã cùng với các tổ công tác bám sát cùng với các đoàn thể ở thị trấn. Kết quả trong 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cũng đã thu và hoàn thành và vượt cái chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 đối với thị trấn. Đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như từng bước gỡ khó, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Trong năm, ngành thuế Phú Bình đã kịp thời đưa ra những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể như hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế, giảm trừ thuế do dịch bệnh. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đây cũng là nguồn động viên kịp thời để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cũng như nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên ở công ty cũng luôn luôn cố gắng và nỗ lực để đảm bảo được cái việc mà doanh nghiệp ổn định công ăn việc làm. Mặc dù là khó khăn như vậy nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực và cố gắng để hoàn thành cái chỉ tiêu thuế cho nhà nước năm 2020. Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Bình đạt trên 160 tỷ đồng, vượt 50% dự toán. Trong số 9 khoản thu đang thực hiện trên địa bàn thì có đến 5 khoản thu vượt cao so với dự toán. Kết quả này, bên cạnh việc chấp hành tốt các chính sách pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước của doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh thì phải kể đến sự nỗ lực triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp đột phá trong thời gian qua của ngành thuế địa phương. Chi cục thuế cũng triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, nâng cao năng lực lãnh đạo, tích cực chủ động tham mưu về các cái biện pháp quản lý thu trên địa bàn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Năm 2021,
Dự kiến, huyện Phú Bình được giao thu ngân sách trên 123 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề và áp lực đối với ngành thuế. Tuy nhiên, với kết quả khả quan của năm 2020 cùng với sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của ngành thuế và cộng đồng doanh nghiệp, tin tưởng rằng ngành thuế huyện Phú Bình sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Chuyển sang những nội dung khác. Ngày 11 tháng 1, Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã thường xuyên quán triệt, đôn đốc các hội viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến hành nghề báo chí. Bên cạnh đó, hàng tháng, Hội Nhà báo tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức giao ban báo chí và xử lý các vấn đề báo chí nêu trên địa bàn. Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh và các liên chi hội, chi hội đã cử hàng chục lượt hội viên tham gia các lớp tập huấn, đồng thời tổ chức tuyển chọn và gửi các tác phẩm báo chí xuất sắc về tham dự các giải báo chí do tỉnh và trung ương tổ chức, phát động trong các cán bộ, phóng viên, hội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, chỉ đạo tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phối hợp với ngành chức năng xây dựng cơ chế chính sách trong hoạt động báo chí nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, tiến tới tự chủ của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu năm 2021, dự thảo đề án giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng, thông qua danh sách khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020 và danh sách tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020. Cũng trong ngày 11 tháng 1, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, huyện Đồng Hỷ đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế chủ yếu đạt trên 13,5%, thu ngân sách trong cân đối đạt trên 167 tỷ đồng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2021, Đảng bộ huyện đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như tăng cường xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp, chuyển dịch cơ cấu theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, tiếp tục huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện tốt tuần cao điểm Tết vì người nghèo. Cũng tại hội nghị, huyện Đồng Hỷ đã công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ tịch và hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2016-2021. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 1, đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Hoạt động đã thu hút được 450 đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan tỉnh tham gia. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 191 đơn vị máu đạt chuẩn chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu. Đây là hoạt động thường niên của đoàn khối các cơ quan tỉnh nhằm khuyến khích đoàn viên trong khối tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Sau 3 năm thực hiện kế hoạch tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, đã có 64% vị thanh niên có hiểu biết cơ bản về dân số kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, đề án tập trung vào việc truyền thông, nâng cao nhận thức, thái độ về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình của vị thanh niên, xây dựng các hoạt động truyền thông chuyên biệt như tổ chức các hoạt động truyền thông cho vị thanh niên trong các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở và các khu công nghiệp trên địa bàn. Trong giai đoạn 2021-2025, đề án sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, các sản phẩm truyền thông phù hợp với các đối tượng, góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh. Nhằm đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, năm 2020, tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 3.000 học sinh trung học phổ thông. Kết quả đã có gần 20 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tư vấn tuyển sinh, tuyển dụng lao động với trên 3.500 chỉ tiêu, giới thiệu việc làm, tư vấn giải quyết việc làm cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên,
Ngoài ra, tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các huyện, thị thành tham gia hỗ trợ 29 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương, đơn vị, thu hút được gần 10.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Đặc biệt, qua các phiên giao dịch đã giúp cho hơn 3.800 đoàn viên thanh niên có công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Sau khi có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 11 tháng 1 của Bộ Công Thương Tài chính, đồng loạt các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã điều chỉnh giá xăng dầu theo chỉ đạo. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 430 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 460 đồng một lít, dầu diesel tăng 270 đồng một lít, dầu hỏa tăng 370 đồng một lít so với giá hiện hành. Chuyển sang những thông tin trong nước. Từ ngày 10 tháng 1, ô tô từ 4 đến 9 chỗ ngồi cần đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định và không cần phải lắp bình chữa cháy trên xe. Nghị định 136/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1, thay thế Nghị định 79/2014. Theo đó, nghị định mới quy định các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 đến 9 chỗ ngồi cần đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định. Vật tư, hàng hóa, bố trí, sắp xếp trên phương tiện này phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Các xe ô tô từ 4 đến 9 chỗ ngồi sẽ không bắt buộc lắp bình chữa cháy nhưng phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trên xe. Ngày 11 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng, dự án hầm đường bộ Hải Vân 2 được khánh thành. Đây là dự án hầm đường bộ lớn nhất khu vực Đông Nam Á được triển khai thi công gần 4 năm qua. Dự án hầm đường bộ Hải Vân 2 có tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2016 với chiều dài xây dựng toàn tuyến hơn 12,4 km. Riêng tuyến hầm dài gần 6,3 km. Hầm được thiết kế hai làn xe rộng 7 mét, trang bị các hệ thống giám sát an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ hiện đại. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết quá tải hầm Hải Vân 1, tăng cường kết nối giao thông tuyến quốc lộ 1A, đoạn nối tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Thông tin cá nhân của 300.000 người Việt, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, đã bị giao bán công khai trên một diễn đàn dành cho tin tặc. Trên diễn đàn Eder Forum, một tài khoản vừa đăng tải một bài viết khẳng định đang nắm cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân của 300.000 người tại Việt Nam, đồng thời giao bán cơ sở dữ liệu này. Tất cả dữ liệu đều được đăng tải dưới dạng công khai, không bị mã hóa. Diễn đàn Eder Forum là nơi các hacker hoạt động dùng để đăng tải, trao đổi và mua bán các dữ liệu được đánh cắp. Trước đó, thông tin của nhiều người dùng Internet, khách hàng của các hệ thống siêu thị điện máy và của cả ngân hàng tại Việt Nam cũng đã từng được đăng tải và giao bán trên diễn đàn này. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế. Ngày 11 tháng 1, thế giới đã vượt mốc 90 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó 64,8 triệu ca đã khỏi bệnh. Nga và Mexico ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus phát hiện tại Anh. Tổng thống Hàn Quốc cam kết cấp vaccine miễn phí cho người dân. Thuốc chữa viêm khớp Actemra của Nhật Bản giúp tăng tỷ lệ sống sót của các bệnh nhân COVID-19. Do xuất hiện chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn ở nhiều nước, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trường hợp thực sự cần thiết, từng chuyến bay đón người về phải được các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải thống nhất báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Sau dịp Tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy nối lại các chuyến bay thương mại thường lệ tới các nước theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm phục vụ mục tiêu kép và đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của công dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có công văn gửi các địa phương về việc phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh mùa lễ hội đang đến gần. Theo đó, sẽ tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội để đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, nhiều người dân tại miền Bắc đang trải qua một trong số ít những đợt rét cực kỳ khắc nghiệt trong suốt hàng chục năm qua. Từ sáng ngày 11 tháng 1, mưa tuyết đã bắt đầu xuất hiện tại xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Sát và đỉnh đèo Ô Quy Hồ, đỉnh Pa Sipang, thị xã Sapa. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12 tháng 1 không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm, nhưng thời tiết ở miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái rét khô, trời không mưa, rét buốt chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm. Dự báo về không khí lạnh, rét đậm, rét hại trong tháng 1 và tháng 2. Trung tâm dự báo nhận định
khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ. Các đợt rét đậm rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nay đến tháng 2 có khả năng kéo dài từ 5 đến 7 ngày và kéo dài nhiều ngày hơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trước tình hình thời tiết rét đậm rét hại như hiện nay, nhiều trường học, bậc học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hóa và một số xã vùng sâu vùng xa của huyện Đồng Hỷ đã chủ động cho học sinh nghỉ học, bố trí cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các em. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các đơn vị thuộc sở thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết qua các bản tin dự báo thời tiết, chương trình Thời sự Thái Nguyên phát sóng lúc 19 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh TN1 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên để tổ chức cho học sinh nghỉ học theo quy định. Thời tiết dưới 10 độ, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học. Thời tiết dưới 7 độ, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được nghỉ. Sau nghỉ rét, các đơn vị bố trí lịch học bù theo tình hình thực tế của nhà trường. Tiếp sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên trong ngày 12 tháng 1. Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên ngày 12 tháng 1. Tại thành phố Thái Nguyên có mây rải rác, trưa chiều có nắng, độ ẩm thấp, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ. Đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 6 đến 18 độ, đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ, đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 5 đến 18 độ, đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Những tin chính tiếp theo sẽ có trong chương trình. Không khí tấp nập hối hả của các làng nghề truyền thống dịp cận Tết. Trong phần tin thế giới, Indonesia xác định được vị trí hai hộp đen trên chiếc máy bay gặp nạn. Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khiến đời sống dân sinh bị ảnh hưởng, tuy nhiên đây vẫn được dự báo là thời điểm mà nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao nhất trong năm. Bởi vậy, để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều làng nghề trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để đẩy mạnh sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán. Với truyền thống gần 60 năm, làng nghề bánh chưng Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương là một trong những làng nghề bánh chưng nổi tiếng nhất miền Bắc. Cũng bởi vậy mà các cơ sở sản xuất ở đây đều nổi lửa quanh năm. Nhưng nhộn nhịp, tấp nập nhất vẫn là vào vụ Tết Nguyên đán. Dịp này, trung bình mỗi cơ sở bán ra thị trường từ 200 đến 300 chiếc bánh mỗi ngày. Nhu cầu dịp gần Tết có thể tăng lên gấp 2 đến 3 lần. Bởi vậy, những cơ sở sản xuất lớn như gia đình bà Nguyễn Thị Oanh đã chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu từ rất sớm để kịp thời đáp ứng thị trường cả về số lượng, mẫu mã và chủng loại bánh. Nhiều năm nay là toàn là làm gạo lếp cái vải, là cứ cuối tháng 10 âm lịch là người ta thu hoạch, là người ta phơi khô, người ta bắt đầu sát là mình lấy. Hiện giờ thì gia đình tôi là đã chuẩn bị được 4 tấn gạo và 1 tấn đỗ. Ngoài công đoạn gói bánh bằng tay theo truyền thống, những năm gần đây, nhiều cơ sở trong làng nghề đã áp dụng thiết bị, máy móc vào các công đoạn sản xuất nhằm vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng hàng hóa. Nếu như trước đây với một mẻ làm bánh chưng khoảng 60kg gạo như thế này, thì gia đình nhà bà Oanh phải mất từ 3 đến 4 nhân công và phải mất đến 30 phút cho riêng công đoạn vo và đãi gạo. Thì nay, bằng những chiếc máy như thế này, thời gian và nhân công đã giảm hẳn khoảng 2 đến 3 lần so với trước đây. Cái thị trường năm nay so với thị trường năm ngoái thì nó sẽ chậm hơn một ít bởi do tác động của Covid. Nhưng tôi tin chắc rằng là từ giờ đến Tết thì số lượng tăng lên rất là nhiều so với trong năm. Bởi vậy cho nên là trong cái ban quản lý chúng tôi vẫn đang động viên hội viên, thế rồi là tuyên truyền, dù là số lượng tăng lên nhưng mà bà con vẫn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để giữ được thương hiệu của làng nghề bánh chưng Bờ Đậu. Còn tại làng nghề miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, không khí tấp nập sản xuất cho vụ Tết năm nay đã bắt đầu từ tháng 10 âm lịch với nhiều đơn hàng số lượng lớn.
việc tích trữ, thu mua bột rong nguyên liệu, vì thế mà được chuẩn bị ngay từ vụ rong của năm trước. Mặc dù tỷ lệ cơ giới hóa trong quy trình sản xuất đã chiếm tới 90%, tuy nhiên để đáp ứng sức mua tăng đột biến trong dịp này, nhân công lao động thủ công cũng được huy động tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Tăng ca, ngày 3 đến 4 tiếng một ngày. Nhiều lúc tăng ca mệt nhưng mà cũng rất là vui, là hàng ra đến đâu thì hết đấy. Thu nhập thì rất là ổn định. Từ một vài hộ sản xuất nhỏ lẻ, đến nay làng nghề miến Việt Cường đã phát triển được 3 hợp tác xã với trên 50 hội viên. Dự tính đợt Tết năm nay, làng nghề sẽ cung ứng ra thị trường trên 300 tấn miến các loại. Đặc biệt, ngoài chú trọng về số lượng, việc nghiên cứu sản xuất ra các loại miến mới cũng được quan tâm, qua đó góp phần đưa sản phẩm miến Việt Cường đến nhiều thị trường trong cả nước. Bên cạnh cái miến rong truyền thống thì hợp tác xã nghiên cứu có những cái sản phẩm như là miến khoai lang, miến sắn dây và miến tỏi đen, thì cái số lượng năm nay cũng bán được trên 50 tấn. Từ giờ cho đến Tết thì chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp ra thị trường trên 100 tấn miến nữa. Cũng giống như các làng nghề nói trên, tại hơn 230 làng nghề truyền thống khác trên địa bàn tỉnh, không khí chuẩn bị sản xuất hàng hóa diễn ra khá tất bật. Người dân tại các làng nghề đang tranh thủ thời tiết, triển khai kế hoạch sản xuất hợp lý để có đủ lượng sản phẩm cung ứng phục vụ thị trường Tết. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân, mà sản phẩm phong phú, độc đáo đến từ các làng nghề còn đem lại hương vị đậm đà, ấm cúng cho mỗi người, mỗi nhà trong dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị và các bạn, công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Tức Chanh, huyện Phú Lương được khởi công xây dựng từ năm 2018 do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, công trình vẫn chưa chính thức được đưa vào sử dụng, khiến người dân bức xúc và có nhiều ý kiến kiến nghị. Sau khi khảo sát, công trình được điều chỉnh hoạt động trở lại vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, việc cấp nước vẫn chưa được thực hiện. Đề cập về vấn đề này, phóng sự cần đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch cho người dân ở xã Tức Chanh, huyện Phú Lương phát sóng trong chương trình thời sự ngày 7 tháng 1 đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ và phản hồi của quý vị khán giả. Theo thiết kế, công trình nước sạch xã Tức Chanh có tổng mức đầu tư trên 14,9 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh cho gần 1.200 hộ dân ở 16 trên 24 xóm và các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, mở rộng tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn đã làm nhiều đường ống nước bị hỏng. Trước thực tế này, chủ đầu tư đã tiến hành khảo sát, phối hợp với các đơn vị liên quan để có thể cấp nước vào cuối tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên đến nay, công trình vẫn chưa thể hoạt động, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân. Trước thực trạng này, bên cạnh bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn của người dân xã Tức Chanh, các khán giả cũng bày tỏ quan điểm và có ý kiến, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan sớm thực hiện các giải pháp để công trình hoạt động trở lại, tránh gây thiệt thòi cho người dân và lãng phí nguồn lực đầu tư. Rất chia sẻ với những khó khăn và bức xúc của bà con xã Tức Chanh, công trình để 2 năm lãng phí cần sớm trở lại hoạt động, nhất là Tết Nguyên đán đang đến gần. Nhu cầu nước sạch của người dân là chính đáng, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có biện pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này. Việc giám sát quản lý các công trình cấp nước cần được thực hiện tốt hơn. Khi thi công các công trình tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến nhau, hy vọng không có công trình nào xảy ra tình trạng như vậy nữa. Nước sạch luôn là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của con người. Vì vậy, việc ra soát, xem xét để công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Tức Chanh sớm hoạt động trở lại rất quan trọng và cần thiết, đáp ứng mong mỏi của người dân nơi đây. Cảm ơn những ý kiến phản hồi của quý vị khán giả. Chúng tôi vẫn tiếp nhận các ý kiến đóng góp tại địa chỉ truyền hình thái nguyên@gmail.com. Tiếp tục chương trình là những tin tức quốc tế. Lực lượng an ninh tại Hạ viện và Cảnh sát Quốc hội Mỹ sẽ tăng cường an ninh cho các thành viên Quốc hội di chuyển bằng đường hàng không đến và đi từ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 tới. Hai lực lượng trên sẽ phối hợp với Cảnh sát Hàng không Mỹ và Cơ quan Quản lý Sân bay Thủ đô Washington để tăng cường an ninh cho các thành viên Quốc hội khi di chuyển đến và đi từ thủ đô Washington. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng được yêu cầu luôn cảnh giác với môi trường xung quanh và báo cáo ngay lập tức bất kỳ dấu hiệu bất thường hoặc đáng ngờ. Indonesia đã xác định được vị trí hai hộp đen trên chiếc máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air rơi xuống biển. Công tác chuẩn bị nhận dạng các nạn nhân cũng đã bắt đầu.
Thông báo trên được đưa ra sau khi các thợ lặn đã trục vớt được một số phần thi thể nạn nhân, mảnh vỡ thân máy bay cùng nhiều vật dụng tại khu vực hải phận ngoài khơi thủ đô Jakarta của Indonesia. Chúng tôi đã xác định được vị trí của cả hai hộp đen. Các thợ lặn sẽ bắt đầu công việc tìm kiếm và hy vọng hoạt động này sẽ không kéo dài. Trên bờ, người thân của các nạn nhân xấu số ngóng đợi tin tức từng giờ, từng phút. Nhiều người đã đến khu vực khám nghiệm tử thi tạm thời ở sân bay Supatio để cung cấp mẫu ADN. Trong khi đó, giám đốc của Tập đoàn Tài chính Indonesia kiêm tổ chức bảo hiểm và bảo lãnh doanh nghiệp nhà nước cho biết IFG sẵn sàng hỗ trợ và bồi thường cho hành khách trong vụ tai nạn máy bay này. Ngày 10 tháng 1, giới chức Pakistan cho biết đã dần khôi phục được việc cung cấp điện tại các thành phố lớn sau khi toàn bộ đất nước chìm trong bóng tối do sự cố mất điện nghiêm trọng xảy ra trước đó một ngày. Hiện đã khôi phục cung cấp điện một phần ở hầu hết các khu vực của Punjab, tỉnh đông dân nhất cả nước, cũng như trung tâm kinh tế Karachi ở miền Nam. Đây là sự cố mất điện nghiêm trọng thứ hai ở Pakistan trong vòng chưa đầy 3 năm qua. Thái tử Ả Rập Xê Út ngày 10 tháng 1 đã công bố kế hoạch xây dựng một thành phố không phát thải khí carbon tại Neom, khu kinh tế trị giá 500 tỷ đô la Mỹ, nhằm mục đích đa dạng hóa nền kinh tế ở quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này. Đây là dự án xây dựng lớn đầu tiên tại Neom kể từ khi được Thái tử Bin Salman công bố thành lập vào năm 2017 như một trụ cột trong kế hoạch tầm nhìn 2030 để giảm thiểu sự phụ thuộc của Ả Rập Xê Út vào nguồn thu từ dầu mỏ. Trên truyền hình, Thái tử Mohammed bin Salman cho biết thành phố mới có tên The Line, trải dài 170 km và có thể cư ngụ khoảng 1 triệu dân trong dự án phát triển đô thị phi carbon với 100% năng lượng sạch. Thái tử bin Salman cũng đưa ra một số điểm chính của thành phố như không ô tô, không phố, không phát thải khí carbon và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Do nhu cầu chơi hoa của người dân ngày càng cao, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, nên những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng màu sang trồng hoa tươi để nâng cao thu nhập. Đến hẹn lại lên, thời gian này, người dân trồng hoa đã và đang xuống giống để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.